Khách hàng mua xe EKZX có 6 màu sắc ngoại thất, để lựa chọn gồm xám kim loại Berlin, xanh Hàng Châu, hồng California Sunglow, trắng mây Athens, Beckham Paris và xanh Sydney. Phiên bản 4 chỗ có 3 màu nội thất gồm xanh trắng, xanh lam, đen xám. Phiên bản 5 chỗ có thêm màu tím. Xe EKZX phiên bản ME có giá 189.800 nhân dân tệ, tương đương 617,45 triệu đồng. Giá của phiên bản ưu 5 chỗ và 4 chỗ đều ở mức 209.800 nhân dân tệ, 682,51 triệu đồng. Về thiết kế, xe EKZX sử dụng đèn pha LED ma trận thông minh ẩn, trong lưới tản nhiệt hình dáng phẳng và tối giản. Đèn LED chạy ban ngày của xe bao gồm 41 cụm phát sáng ở hai bên trái và phải. Các đường gân kép của thân xe kéo dài về phía sau. Bên hông xe, phần mui khá thẳng giúp khoảng không gian bên trong xe tốt hơn. Đồng thời, chắn bùn trước và sau hơi nhô ra khỏi thân xe, mang lại cảm giác đầy đặn, cơ bắp. Xe EKZX áp dụng thiết kế không tay nắm cửa, mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt. Ngoài ra, cửa không khung, gương ngoại thất không khung và thiết kế nắp cổng sạc ẩn. Và thêm logo thương hiệu ZEKZ ở giữa đèn hậu, điều này không chỉ làm phong phú thêm các lớp hình ảnh của đuôi, mà còn tăng cường khả năng nhận dạng. Kích thước của SUV này lần lượt là 4.450, 1.836, 1.572mm, chiều dài cơ sở 2.750mm. ZEKZX sở hữu nội thất hai tông màu. Cụm đồng hồ LCD 8,8 inch bố trí theo chiều ngang, vô lăng hai chấu đa chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 14,6 inch dạng trượt, có thể di chuyển mượt mà từ vị trí giữa đến vị trí hành khách GAS trước, dàn âm thanh 13 loa Yamaha và hỗ trợ kênh âm thanh độc lập, kết nối Bluetooth 5.0. Toàn bộ cửa sổ của xe EKZX đều có thể chỉnh điện, đèn viền nội thất nhiều màu pha lê băng Ice Block. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh 5,7 lít, có thể làm lạnh đến âm 15 độ C. Ghế không trọng lực có hệ thống thông gió, sưởi 3 cấp độ, chỉnh điện 22 hướng, góc ngả mặc định 28 độ và 8 bộ rung có thể điều chỉnh bằng nhạc. Về khả năng vận hành, phiên bản ME với động cơ điện cầu sau mang tới công suất tối đa 272 mã lực, mô men xoắn cực đại 343 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,87 giây. Pin lithium thế hệ 3 dung lượng 66 kWh cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy là 560 km. Phiên bản ưu 5 chỗ với động cơ điện ở cầu trước và cầu sau mang tới tổng công suất 428 mã lực, mô men xoắn 443 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,7 giây. Pin lithium thế hệ 3 dung lượng 66 kW cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy là 560 km. Trong khi đó, phiên bản ưu 4 chỗ có cả hai tùy chọn động cơ như trên. Xe EKZX hỗ trợ cả sạc chậm AC 22 kW và sạc nhanh DC 150 kW, nhưng tốc độ sạc không được hé lộ.